Xin chào các bác đã quay lại với cả anh Kỳ Audio. Thì hôm nay anh Kỳ sẽ hướng dẫn cho anh em một cái cách check và như là cái cách kiểm tra được là mình mua được một đôi loa BMB có phải là hàng xịn hay không. Thì nói chung là cái video này thật sự luôn là với anh em này rất là nhiều anh em biết và như là rất là nhiều bác nào biết rồi thì chúng ta có thể là xem lại, còn những bác nào mà chưa biết thì chúng ta có thể là xem rõ hơn. Thì đây thì hôm nay thì anh Kỳ sẽ hướng dẫn cho anh em đó là đôi loa BMB CS455 anh em nhá. Anh em nên nhớ là CS455 nó khác hoàn toàn với CSN455. Đấy, CSN455 nó khác hoàn toàn với CS455. Thì CSN455 nó là dòng xưng chéo, còn CS455 nó dòng xưng thẳng. Thì nhiều anh em lại phân vân là bởi tại sao là xưng thẳng nó vẫn đang xịn. Chứ theo anh em thì 1000C, 2000C nó là xưng thẳng hay xưng chéo. Đúng không ạ? Thì mỗi nước, mỗi dòng sản xuất tài nó có một cái đặc trưng riêng. Thì cái đặc trưng của dòng này thì nó màu mã thì nó sẽ là hơi hao hao giống với con CSN455, nên đôi khi cũng có thể là con model nó cũng thể giống, nên anh em có thể là cho nó là giống nhưng không khác hoàn toàn anh em nhé. Với CS455 nó là dành riêng cho thị trường nội địa Trung Quốc anh em nhé. Đấy, và kể cả như CSN nó cũng sản xuất ở China, mà kể con này nó cũng sản xuất ở China. Đấy, thì hôm nay em sẽ cho anh hướng dẫn cho anh em xem. Thì các bác để ý này, với cái dòng CSN hay là CS455, kể cả như anh em tra lên mạng thì nó ngừng sản xuất năm 2009. Có nghĩa là nếu như cái phân biệt rõ ràng nhất để cho anh em có thể là hiểu rõ hơn, thì với những loa mà dòng BMB 455 nói chung thì các bác phân biệt rõ nhất, nếu như mà sản xuất ngoài 2009, có nghĩa là 2010 này trở đi này, thì 100% nó là hàng fake. Đấy, và chúng ta không cần kiểm tra nhiều. Đó là cái đặc trưng đầu tiên, cái nó đầu tiên để chúng ta nhận được. Có nghĩa là trên hãng nó thông báo là ngừng để chín, nên là chúng ta để biết được, cũng giống như con xe chẳng hạn. Có những dòng xe, ví dụ con GRX chẳng hạn, như là đến năm 2010 là nó ngừng sản xuất, thì nó sẽ chuyển sang những model khác, còn nó sẽ là chuyển sang những dòng khác. Được chưa anh em? Đấy là cái hình dung nôm na rõ nhất của chúng ta. Thì với con BMB CS455 lần này ghi về số lượng nó 200 đôi, nên nó có rất là nhiều loại, có cả những bản đặc biệt. Đấy, có cả những bản đặc biệt anh em nhé, anh em nên nhớ nhé. Thì anh em biết rồi, cái thị trường Trung Quốc nó là một cái thị trường rất là hiếu và rất là năng động. Đấy, và nên là những cái dòng loa của bất cứ hãng nào được sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé, nó cũng rất là phong phú. Đôi khi chúng ta là ở Việt Nam, chúng ta là chỉ được dùng 1-2 model, 1-2 đời. Thì lúc khi thấy gặp cái model khác hoặc là nó khác đi, thì chúng ta lại bảo là đó là hàng đéo, hàng nhái hay là hàng ấy. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta có tiền mua hay không. Đấy, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh em một cái đơn giản nhất để chúng ta kiểm tra. Thì đầu tiên là chúng ta biết được cái năm sản xuất cuối cùng của nó là năm nào. Thì với những dòng này, anh em BMB này, thì em sẽ có rất là nhiều đời. Có nghĩa là 2007 cũng có anh em nhé, 2006 cũng có, kể cả như 2009 cũng có, 2008 cũng có. Vì đây là một cái số lượng nó rất là lớn, nên là không đảm nhận được là nó phải sản xuất năm nào cả. Cái năm thì chúng ta lại bỏ qua, tại vì cái năm nếu mà đã hàng xịn rồi thì cái năm chúng ta lại không quan trọng về cái năm. Tại vì hầu như đa số những cái mẫu dạng mẫu mã, như ví dụ như cùng màu đen, đa số nó sẽ giống nhau, trừ khi những bản limited anh em nhé. Đấy, và đây em sẽ cách mà rõ ràng nhất thì anh em nên nhớ này. Thì đa số những dòng loa BMB á, thì đến như bây giờ thì nó chăm sóc khách hàng rất là tốt, kể cả như là sau này khi cả ngừng sản xuất thì nó vẫn có thể giúp chúng ta có thể check được mã vạch. Mà một điều nữa em muốn nói, tại vì sao mà những dòng mã vạch có những dòng tem nó vuông to như thế này. Đấy, thì nó có những đời nó lại có. Tại vì anh em nên nhớ là BMB nó có hai dòng tem, một dòng tem vàng truyền thống như này và một dòng tem vàng đa số là được sản xuất tại China luôn anh em nhé. Và có những dòng tem dài thế này. Đấy, cũng rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh em là trên lô này của anh Kỳ là nó là dòng tem vuông này, và cách check nó như thế nào thì nó cũng là một rất đơn giản. Thì với những dòng tem dài thì anh em không thể check được, tại vì cái đấy thì tùy từng nơi. Đấy, ví dụ như là những dòng tem dài mà trên nhiều video anh em nói đây, ví dụ như em sẽ cho anh em xem này. Mật khẩu là mấy chung nhỉ? 241995 đúng không? Đây, ví dụ như em cho anh em xem là tem dài của BMB nó thế nào. Đấy. À. Đây này, nó kiểu như này anh em này. Đấy, nó kiểu như này này. Đấy, nó cũng rất là nhiều màu, màu trắng, màu đỏ, màu. Đây là gọi tem dài. Thì nó có hai đời thôi. Thì có một dòng tem đấy và tem kia. Nhưng dòng tem này thì chúng ta không thể check được anh em nhé. Nhưng dòng này không thể check được. Tại vì tại sao lại không thể check được thì các bác có thể xem video mà em để dưới đường link dưới này.
Tại vì em nói nôm na như này cho anh em mình hiểu này. Ở bên Trung Quốc á, không bao giờ người ta trừ khi những nhà nào người ta dùng gia đình, người ta rảnh rỗi người ta làm. Chứ còn đa số những dòng loa bên sản xuất mỏng như là trên bên thị trường Trung Quốc, đa số là cho các sàn, các bar, thì lúc khi thải ra nó mới nhiều. Chứ còn bây giờ mà anh em biết là ví dụ một gia đình người ta chỉ xài một đôi thôi, làm gì mà có số lượng cả 100 đôi hàng bãi. Đấy, đúng không ạ? Mà nó cùng về một lúc, nó cùng về một chuyến được. Nó phải tháo từ một cái sàn, từ một cái bar hoặc là từ một cái tòa nhà chung cư, nó lắp đúng một loại BMB hoặc lắp đúng một loại ABCXYZ nào đó, thì lúc khi tháo ra nó sẽ được cùng một lít và cũng rất là nhiều năm. Đấy, cái này nó rơi thì cái này là năm thôi anh em nhé, đôi khi vệ sinh nó sẽ rất là nhanh rơi. Thì hôm nay em sẽ còn cái dòng tem vàng này thì giúp cho chúng ta có thể check được luôn là hàng chính hãng hay là hàng fake. Thì anh em biết rồi, đa số bên Trung Quốc người ta hầu như là người ta sẽ không cà cái mã này đi. Nếu muốn check thì chúng ta phải cà cái mã ngoài này đi anh em nhé. Nhưng bây giờ là hầu như đa số 100% đến 90% là bên đấy người ta sẽ không cà, người ta cũng không phải check. Đấy, và đôi khi có những cái là một hai cái người ta check thôi. Chứ còn bên kia thì người ta biết rồi, người ta nói chung là độ tin tưởng của dân người ta rất là cao á. Còn hàng nhái đa số là sản xuất ra chỉ có về Việt Nam dùng, Việt Nam nhái thôi. Chứ bên Trung Quốc thì các bác biết rồi, nó có tiền, nó toàn là hoặc là lắp những dự án lớn, nó không ăn bớt của dân đi đâu. Nó không bao giờ ăn bớt của dân đi. Đấy là cái điều chắc chắn nhất. Thì bây giờ sẽ cà cho anh em một cái này. Bất kỳ này. Đấy. Các bác khi các bác cà này. Tại vì cái loa này nó sản xuất rất là lâu năm rồi, 2008, thì anh em cà nhẹ nhẹ thôi anh em nhé. Đấy, cà nhẹ nhẹ cái bề mặt trên này. Đấy. Đấy, các bác cà đi. Để hiện lên những con số. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Đấy, tại vì lâu năm rồi nên là keo này nó rất là chắc. Đấy là vừa đây là cà anh em nhé. Đấy, khi cà lên được rồi thì các bác em sẽ để một cái link ở dưới cái video á. Mật khẩu mấy anh nhỉ? 24. À đây, thì khi ấy xong thì anh em có thể là vào trang chủ của BMB luôn. Thì cái công đoạn này thì em sẽ gửi thẳng đường link này cho anh em luôn. Đấy, trang chủ của BMB là nó là bmb.com anh em nhé. Đây anh em thấy chưa? Đấy, bmb.com này. Bmb.com thì nó sẽ ra cái cho anh em là cái check như thế này. Được chưa các bác? Thì khi đấy anh em cà xong thì anh em sẽ điền cái dãy số mà chúng ta vừa cà được ở đây. Đây hình như em cà là còn thiếu một số này. À số 1 này. Đây. Hết chưa? Hết rồi. Đấy, nó giống như cà thẻ điện thoại mà. Được chưa anh em? Đấy thì bây giờ sẽ ghi luôn cho em, đây là 14800 đúng không? Đấy chúng ta sẽ điền vào. Đây. Ví dụ như là 1 này, 4 này, 8 này, 00 này. Đây, nó sẽ tự nhảy anh em nhé. Nó sẽ tự nhảy sang dòng khác anh em yên tâm. 14800 này, 14800 này. 06846 này. 06846 này. Đấy. 06846 7943 này. 79432 này. 79432 này. Đấy, và 91365. 91365. Đấy, sau khi xong đủ dãy số chúng ta có thể là kiểm tra lại một lần nữa. Đấy trên đây. Đấy được chưa anh em? Trên cái tem này. Thì chúng ta sau đó là nó sẽ có cái từ check, anh em sẽ là bấm vào đây. Đấy. Đấy. Mạng hơi chậm. Đây thì nó sẽ ra cho anh em một dòng chữ này. Đấy, khi bấm xong thì nó sẽ hiện ra cho anh em một dòng chữ này là bằng tiếng Trung anh em nhé. Thì chúng ta có thể là copy lại. Đây, copy lại chúng ta có thể bấm vào từ dịch. Đấy. Dịch nhưng mà đây là dịch sang tiếng Anh rồi. Em sẽ thay đổi bằng dịch sang thay đổi ngữ là chọn sang tiếng chúng ta là... các bác dùng tiếng gì? Em sẽ dùng tiếng Việt Nam nhé. Tiếng Việt Nam trong cái máy này không có này. Thì chúng ta có thể là dùng phần mềm thứ ba, chúng ta có thể là dịch nó ra. Chúng ta sẽ sao chép toàn bộ lại. Này, sao chép toàn bộ lại này. Đấy, từ tiếng Trung đúng không? Thì bây giờ ta sẽ trang một trang web mới, chúng ta có thể là gõ là Google dịch. Google. Nói chung là nó là Google dịch này. Đấy, đây. Đấy, từ tiếng Trung. Tiếng Trung nó sẽ có hai loại tiếng Trung anh em nhé. Anh em nên nhớ, chúng ta chọn tiếng Trung phồn thể. Đấy, và chúng ta sẽ dịch ra, bết lại, dán lại cái đấy ra. Đấy, đây là tiếng Trung này. Thì nó sẽ là xin chúc mừng này, xin chúc mừng này.
xác nhận sản phẩm của bạn là sản phẩm của bạn mua là BB chính hãng, nên nhiều anh em cũng phân vân. Thế như thế này thì làm sao mà nhiều cái khác nó ấy được, thì đây sẽ cho anh em luôn. Ví dụ như không may nó lệch, nó giống như thẻ cào của chúng ta, hãng người ta đã đưa ra cái mã thì không bao giờ nó sẽ trùng được. Đấy, anh em nhớ nha. Bây giờ ví dụ như em sẽ thay đổi một số bất kỳ trên đây. Đấy, thay đổi một số bất kỳ trên đây. Được chưa? Đấy, em thay đổi này, em check cái này. Thay đổi một số bất kỳ. Đấy, nó sẽ hiện ra dòng khác ngay. Đây, ta sẽ biết lại cái dòng này. Thay đổi một số bất kỳ thì nó sẽ không phải là hàng của BMW sản xuất rồi, tại vì anh em biết là cái tại vì sao ấy? Anh em nếu mà anh em hỏi tại vì sao mà cái mã thẻ mà cái mã này nó lại trùng nhau như thế nào được, thì các bác á, theo các bác dùng thẻ điện thoại á, có bác nào mà đã được ấy chưa? Đấy, mà cái số lượng này nhiều như này làm sao mà ai mà nhái được hết, đúng không? Cái mã số mà tìm hết sai lầm, anh em thấy chưa? Sai lầm này. Đấy, chỉ cần đổi một số, đổi bất kỳ số nào thôi. Cho dù bây giờ em sẽ lấy một chiếc thùng nữa, bao giờ nó cũng có, ví dụ như sản xuất năm gần giống nhau, nó sẽ có đầu 1, giống như biển số Việt Nam chúng ta. Biển số xe là đầu 1 này, hết đầu 1 nó sang đầu 2 này. Đấy. Ví dụ đây là 14 đúng không? Đấy, được chưa? Bây giờ để sang cái khác. Rồi, tiếp tục này. Bây giờ em sẽ cài một con khác, và đây em sẽ cài một cái bản đặc biệt hơn của 455. Đây đây này. Đây sẽ cho anh em xem luôn. Thì đây. Đây ví dụ như đây là con 4 chét này, con CS 455 này. 4 chét này. Nhưng mà cái con này thì khi nãy em cũng cà rồi, nhưng mà bây giờ sẽ cà con khác. Tại em rảnh em ngồi em cà đây. Cũng là con 4 chét của 455 anh em nhé. Đấy, nhưng mà mấy con này bị lai mất phân tần rồi. Thì cái này tí em sẽ hướng dẫn anh em sau. Đây ví dụ như con này là chưa cà đúng không anh em? Đấy chưa cà này. Đấy. Và em nhìn em lôi cái con nào mà nó ra nó rõ hơn cho anh em xem. Đây các bác đợi một chút. Các bác đang xem này cho anh cái nút like nhá. Nói chung là cà cái loạt 2 chét này bỏ qua. Bây giờ ta sẽ cà cái loại CS 455 4 chét. Kiếm một chiếc thùng. Đây đây. Đây. Đây đây. Đây anh em. Bản limited này anh em nào thích thì ấy nha, đây này. Bản limited nó sẽ khác bình thường, nó sẽ là 4 chét thôi. Nó là dòng CS anh em nhá, chứ không phải là dòng CN nhá. Rồi, đây là phần tần nó này, cái này thì hôm sau em giải thích cho anh em. Đây ví dụ như con này. Đây, con này là chưa cà anh em nhá. Đây thì bây giờ sẽ cà này. Mới bị mỡ một tí ra thì bây giờ sẽ cà này. Đây anh em thấy chưa? Bắt đầu này. Đấy, em sẽ cà ra nhá. Đấy. Đấy. Nó vẫn là đầu 18 đúng không anh em? Đây. Nhưng mà so với số bên này, số bên kia nó khác nhau hoàn toàn anh em nhá. Đây. Bao giờ cũng thế. Nó chỉ khác nhau đúng một số và cái nhận diện là cái này là cả một hệ thống. Bao nhiêu anh nhỉ? 14 là 195 à? 24. Đây là mượn điện thoại em cà hộ anh em. Đây tiếp tục này. Ví dụ như bây giờ đúng không? Ví dụ như mấy số đầu giống nhau này, 143230 giống nhau này. Đấy, mấy số sau nó khác. Tại nó một dãy số như này cơ mà anh em. Nó chỉ gần khác một ký hiệu thôi là không thể ấy được. 04181 này. Đây sẽ sửa vào đây 04181 này. Nếu hãng nó làm tỉ mỉ lắm. 04181797 798000 04178 7978 7978 7 04669 04669. Đây rồi anh em nhé, thì bây giờ ta sẽ gõ là check này. Đấy check này. Đấy nó sẽ ra này một dòng chữ ngắn gọn thế này là xin chúc mừng rồi. Chúng ta vừa mới ấy xong, đây sao chép lại này, sao chép cái dòng này lại này, sang phần dịch cho anh em này. Đây nhá, cái nãy là sai lầm anh em nhá. Đây dịch này, dán này, xin chúc mừng xác nhận sản phẩm của bạn là một chính hãng được chưa. Có cái quan trọng nhất đấy, nếu như cho dù các bác đã mua được một cặp chính hãng rồi, có nghĩa là không may các bác mua phải được một đôi loa là nó là hàng chính hãng đi, một đôi loa là bãi, hàng bãi đi, nói chung là chúng ta lại không biết được ở điểm nào. Tại vì ví dụ như các bác có một cặp thùng xịn nhưng là may bác các bác la thì sao, cửa hàng nào người ta trách nhiệm cho, đúng không ạ? Đây là mua hàng mới thì các bác cần check, chứ còn mua hàng bãi á
thì 100% các cọc thùng này là 100% đang bãi rồi. Chứ không may lỡ may các bác về các bác gặp mấy cái dòng mà bát nó bắt like đi, thì cửa hàng nào dám nói cho anh em biết là bắt like, thì các bác yên tâm một điều rằng là đấy, cửa hàng anh kia là thông báo anh em là những con này bị like này sẽ loại ra, những con này tép like này loại ra. Đây ví dụ những con này này là tép nó like này, thấy chưa anh em, tép like nhìn nó khác hẳn luôn, thấy chưa các bác, so với tép xịt anh em nhìn thấy chưa, đấy đấy thấy chưa anh em. Đây là dòng đây ví dụ như con này này tép like này đấy, đầu quê luôn này, thì ai khẳng định cho các bác được đúng không ạ, khi chúng ta check được rồi, biết được con này đặc xịt rồi, nhưng mà nó là hàng bãi. Hàng bãi thì ví dụ như không may người ta dùng chết đi, cái nó thay cái bát khác vào cho anh em. Đấy thì cái đấy là chúng ta phải lựa chọn cửa hàng mà thôi. Đấy thì những bác nào mà thích những video này thì các bác cho anh kia nút like và đăng ký kênh các bác nhá. Số lượng của 45 bây giờ là chỉ còn đúng 100 cặp nữa. Đấy được chưa anh em? Và trong đó là bát like em sẽ phân loại ra bán sau. Đấy và các bác biết rồi, riêng bát like anh kia bán rất là rẻ. Và như là bát like nó cũng là bát xịn của một hãng nào đó, cũng The Whale hay là hãng nào đó bất kỳ. Thì nói chung là hôm nay em làm cho anh em có thể check được, các bác có thể là check ra được sơ một chút thôi. Đấy về check được chúng ta đang dùng một cặp xịn thôi. Chứ bây giờ mà các bác mua cái thùng này ví dụ như là cái thùng này xịn đi, nhưng cái bát nó không xịn thì sao? Đấy nên là cái đấy anh em phải chọn những cửa hàng uy tín như cái cửa hàng kia audio các bác nhá. Thôi cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.